là năm nay chúng tôi nhận được 46 hồ sơ đăng ký tham gia vào cái ứng viên cho cái giải thưởng CIO và CSO. Năm nay là cái sự tham gia đông nhất ở 24 thành viên hội đồng bình chọn. Các ứng viên năm nay là những nhà lãnh đạo công nghệ thông tin tiêu biểu. Họ đã đạt được những thành tích đáng kể trong công việc của họ. Ngoài ra thì họ có những cái hoạt động xã hội có ảnh hưởng đến xã hội chúng ta, làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp lên. Ngày hôm nay thì tôi thật sự là ấn tượng về tất cả những cái quy trình và cái cách đánh giá, cái quy trình đánh giá của tất cả những cái thành viên trong các hội đồng bình chọn năm nay. Và đối với tất cả những cái ứng cử viên trong năm nay thì tôi cảm thấy là rất là xuất sắc. Họ thật sự giỏi và họ thật sự là xứng đáng với cái danh hiệu là CIO, CSO. Quá trình đề cử cũng giống như là xét duyệt của hội đồng rất là dân chủ, rộng rãi nhưng cũng rất chặt chẽ. Cái giai đoạn giới thiệu ứng viên và cung cấp thông tin là cái khâu quan trọng nhất. Cái khâu mà lập hồ sơ thì theo tôi là tương đối kỹ, bởi vì là ban tổ chức đưa ra yêu cầu các ứng viên phải lập một hồ sơ, tôi đấy nó cũng rất là nhiều những nội dung. Có hai vấn đề là gọi là hay theo mình là tốt nhất. Vấn đề thứ nhất là vấn đề phỏng vấn, vấn đề thứ hai là vấn đề câu hỏi chi tiết. Trong quá trình bình chọn thì tôi thấy bên NDG tổ chức rất là chuyên nghiệp. Được sự giới thiệu của các cái chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, đấy là một cái khác biệt so với các giải thưởng khác. Qua cái đánh giá, phân tích, bình chọn và cho điểm từng cá nhân và từng thang mục điểm một, thì chúng tôi rất là vinh dự, cũng tôi là rất vui mừng và rất là thuyết phục để công bố 27 ứng viên của hai giải thưởng CIO và CSO.